Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sau cuộc họp giữa lãnh đạo quốc hội và các chỉ huy quân sự, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết dự luật về huy động quân đã được trả lại cho chính phủ để tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa. Chúng tôi đã nhất trí gửi lại tất cả các khuyến nghị và đề xuất cho chính phủ, ông Ruslan Stefanchuk cho biết trên Telegram Nhà lập pháp Yaroslav Zelenyak cho biết, quốc hội sẽ không có động thái nào liên quan tới dự luật huy động quân trong tương lai gần. Dự luật được chính phủ công bố hồi tháng 12 sẽ tăng cường hình phạt với những người trốn nghĩa vụ quân sự và giảm độ tuổi nghĩa vụ từ 27 xuống 25. Điều này cho phép Kiev có thể huy động thêm người cho quân đội khi xung đột với Nga sắp tròn 2 năm. Dù đã cắt giảm thời gian nghĩa vụ từ không giới hạn xuống 36 tháng, những đề xuất huy động thêm quân đã gây tranh cãi và chia rẽ nghiêm trọng ở quốc gia đang kiệt sức vì giao tranh một số nhà lập pháp và giới phân tích Ukraine cho rằng một số điều khoản trong dự luật vi phạm hiến pháp. Tại cuộc họp báo cuối năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng quân đội nước này đã đề xuất huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 người Ukraine, nhưng đó là vấn đề rất nhạy cảm. Đáng chú ý, không chỉ nam giới, giới chức Ukraine từng đề xuất huy động thêm cả nữ giới tham gia quân đội. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của Tổng tư lệnh Ukraine. Cụ thể, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny cho biết, ông ủng hộ dự thảo luật mới về huy động nghĩa vụ quân sự nói chung, song nhấn mạnh không đồng ý với một số điều khoản trong dự luật này, trong đó có cả việc yêu cầu phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự. Ông Valery Zaluzny lập luận rằng, việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nữ giới sẽ tăng khối lượng công việc của các ủy viên quân sự. Do đó, những bộ phận này sẽ phải tuyển thêm nhân sự mới với số lượng lớn. Hơn nữa, sáng kiến này có thể sẽ vấp phải phản ứng tiêu cực trong xã hội Ukraine và sẽ khiến nhiều nữ giới Ukraine rời bỏ đất nước. Trước đó, nghị sĩ Mariana Bezuglaya, phó chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, đề xuất dự luật về bình đẳng nam nữ trong các vấn đề đăng ký và nghĩa vụ quân sự, giúp huy động phụ nữ làm việc ở hậu phương chứ không phải chỉ những việc liên quan đến y tế. Theo nghị sĩ này, phụ nữ có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự hoặc được tuyển dụng để thực hiện công việc bảo vệ nhà nước trong thời chiến. Dự thảo luật của bà cũng sẽ cho phép phụ nữ phục vụ trong quân đội, dù là lính nghĩa vụ trong vai trò hỗ trợ hay tình nguyện viên trong các đơn vị tiền tuyến. Dự luật vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị và chưa được Quốc hội Ukraine xem xét. Trong cuộc họp báo cuối năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các chỉ huy quân sự của nước này đã đề xuất huy động thêm từ 450.000 đến 500.000 tân binh cho quân đội Ukraine. Động thái này đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, việc tuyển thêm quân là vấn đề nhạy cảm và sẽ được đưa ra thảo luận trước trong chính phủ, sau đó mới đề xuất lên Quốc hội Ukraine. Vào tháng 2 năm 2022, Ukraine tuyên bố tổng động viên và đã nhiều lần gia hạn kể từ đó. Chính quyền nước này đang tìm mọi cách ngăn chặn nam giới trong độ tuổi nhập ngũ trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Sau khi Nga phát động xung đột vào tháng 2 năm 2022, hàng nghìn người Ukraine đã hăng hái nhập ngũ để bảo vệ quê hương. Tuy nhiên, sau gần 2 năm giao tranh, nhiều người đàn ông đã tìm cách tránh bị huy động ra tiền tuyến. Trong cuộc họp báo ở Estonia ngày 11 tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận những người đàn ông trong độ tuổi nhập ngũ đã rời đất nước để trốn tránh nghĩa vụ quân sự nếu họ trong độ tuổi nhập ngũ, họ nên giúp đỡ Ukraine và nên có mặt ở Ukraine, ông nói. Trước đó, theo dữ liệu của lực lượng biên phòng Ba Lan, có khoảng 79.754 người Ukraine ở độ tuổi từ 18 đến 60, nhóm mà Kiev đã cấm rời khỏi đất nước nếu không có sự miễn trừ đặc biệt, đang cư trú tại Ba Lan. Tuy nhiên, hành động theo các hiệp ước quốc tế và nghĩa vụ với Ukraine, nhà chức trách Ba Lan đã quyết định trục xuất những cá nhân trên. Giới chức Ba Lan nhấn mạnh, họ hành động dựa trên lợi ích của nhà nước Ukraine và nhằm hỗ trợ nước này trong tình hình hiện tại. Việc trục xuất sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi người Ukraine sẽ có quyền được hỗ trợ pháp lý, cũng như cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã rời khỏi đất nước vì lý do chính đáng. Nhà lãnh đạo Nga, ông Putin vừa tuyên bố, chính khối EU cần Nga, trong khi Nga không cần EU nhiều đến như vậy, và các nền kinh tế hàng đầu của châu Âu đang trải qua giai đoạn khó khăn. Cụ thể, khi đề cập EU, Tổng thống Putin nói rằng nga đã thể hiện sự kiên cường thực sự bằng cách không cúi đầu trước áp lực từ nước ngoài ông putin tuyên bố nga là một nước đủ sức lo cho bản thân với nền kinh tế phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt trong khi các nước thành viên liên minh châu âu eu lại đang trải qua những tháng ngày khó khăn bình luận trên của ông putin được đưa ra trong cuộc gặp với các cư dân của khu tự trị viễn đông của nước nga chukotka chukotka là vùng cực đông của nga có biên giới trên biển với eo biển bering giáp bang alaska của mỹ đây là chuyến thăm đầu tiên của ông putin đến các khu vực của Nga trong năm nay. Năm 2023, tổng thống đã tới hơn 20 khu vực bao gồm cả các vùng mới sáp nhập. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng quốc gia này thường xuyên nhận phải các đe dọa từ nước ngoài nhưng điều này không làm Nga sợ. Ông khuyên EU nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của mình. Ông Putin nói, họ có cả núi vấn đề phải giải quyết như ngày mai sẽ ăn gì, mặc gì, những cái đó không tương thích với các vấn đề của chúng ta. Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Putin không đề cập cụ thể nước EU nào, nhưng tuyên bố của ông dường như ám chỉ nước Đức, động lực kinh tế hàng đầu của khối này. Theo báo cáo mới của Bloomberg, trích dẫn dữ liệu của Cục Thống kê Đức, quốc gia này có khả năng đã rơi vào suy thoái với sản lượng công nghiệp sụt giảm trong 6 tháng liên tiếp, tính đến tháng 11 năm 2023. Trước đó, tại diễn đàn đầu tư nước Nga vẫy gọi mới đây, Tổng thống Putin cũng từng tuyên bố không ai có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của nước Nga. Lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có mà phương Tây áp đặt với Nga là cuộc tấn công dữ dội nhưng không thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Cuối năm ngoái, Tổng thống Putin cũng lên tiếng về những sức ép mà phương Tây gây ra với Nga, trong đó ông nhấn mạnh phương Tây đang tìm cách gạt Nga ra ngoài để làm suy yếu và cuối cùng là mong muốn đè bẹp Nga, nhưng họ sẽ không thành công, không bao giờ thành công. Nga hứng chịu loạt đòn trừng phạt của Mỹ và đồng minh Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng lệnh trừng phạt chấp nhoáng của phương Tây nhằm vào nền kinh tế Nga đã thất bại hoàn toàn. Ông nói bất chấp các lệnh trừng phạt, tăng trưởng nền kinh tế của Nga sẽ hơn 3%, trong khi các nền kinh tế khác như Đức sẽ bị suy thoái. Theo ông Lavrov, bối cảnh nền kinh tế đang có sự thay đổi theo hướng bất lợi cho phương Tây. Bên cạnh đó, theo ông Putin, thực tế đã chứng minh nước Nga đã và sẽ không bao giờ lùi bước dù thách thức lớn đến đâu. Không có gì có thể chia rẽ và ngăn cản sự phát triển của nước Nga. Ông đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn mà nước Nga đã đạt được trong năm 2023 vừa qua, kêu gọi người dân Nga luôn tiến về phía trước và kiến tạo tương lai. Chúng ta đang nói lời tạm biệt với năm 2023. Nó sẽ sớm trở thành một phần lịch sử, nhưng chúng ta vẫn phải tiến về phía trước và kiến tạo tương lai. Trong một năm qua, chúng ta đã làm việc chăm chỉ và đạt được rất nhiều thành tựu, đã tự hào về những thành tựu chung, vui mừng trước những thành công và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, tự do, an ninh, những giá trị đã và đang là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta. Chúng ta đoàn kết trong sự nghiệp của mình, trong công việc và trong chiến đấu, trong ngày thường cũng như ngày lễ, thể hiện những nét quan trọng nhất của người dân Nga, đó là đoàn kết, nhân hậu và kiên trì. Tổng thống Nga nhấn mạnh, đoàn kết là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất cho tương lai của nước Nga. Chính những người dân Nga sẽ quyết định vận mệnh của đất nước. Người dân trên khắp nước Nga là một gia đình lớn và sẽ cùng nhau đảm bảo sự phát triển an toàn của đất nước. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm 11 tháng 1 việc tạm dừng sẽ không dẫn đến kết thúc chiến tranh nó sẽ không dẫn đến đối thoại chính trị với nga hay ai khác sẽ không có sự tạm dừng nào có lợi cho nga theo lãnh đạo ukraine bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ cho phép nga tập hợp lại và tăng cường cung cấp đạn dược và chúng tôi sẽ không mạo hiểm ông zelensky cho rằng nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược và đang nỗ lực xây dựng lại đội quân tinh nhuệ điều này chi phối đến hoạt động của nga trên chiến trường tổng thống zelensky cũng cáo buộc nga đang đàm phán mua tên lửa từ iran và lực lượng nga đã nhận được hơn một triệu viên đạn từ triều tiên Ông Zelensky nói Kiev phải tăng cường phòng không và bổ sung nguồn cung cấp đạn dược khi Nga tăng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm với Ukraine. Với nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột kéo dài, Ukraine kêu gọi các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm về tài chính và quân sự. Ukraine đã hứng chịu pháo kích dữ dội của Nga trong những tuần gần đây và trả đũa bằng các cuộc tấn công vào thành phố biên giới Belgorod của Nga. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều nước đang cân nhắc về việc tiếp tục bơm tiền viện trợ quân sự để Kiev chống lại Moscow. Slovakia là một trong những nước thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Trước bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng Quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Ngay nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Tuy nhiên, trước đó Bloomberg đưa tin, một cuộc họp bí mật đã diễn ra vào cuối năm ngoái giữa Ukraine, nhóm G7 và một nhóm nhỏ các quốc gia Nam Bán Cầu nhằm cố gắng vận động sự ủng hộ đối với các điều kiện của Kiev để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Bloomberg đưa tin về cuộc họp. Quy mô cuộc họp nhỏ hơn cho phép thảo luận tự do hơn, thẳng thắn hơn về cái gọi là công thức hòa bình của Ukraine và các kế hoạch thúc đẩy tiến trình đó, cũng như các nguyên tắc để có thể hợp tác với Nga trong tương lai. Theo nguồn tin của Bloomberg, không có tiến triển lớn trong cuộc họp mới nhất được tổ chức tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Ukraine và các đồng minh G7 tiếp tục phản đối lời kêu gọi từ các quốc gia Nam Bán Cầu về việc đối thoại trực tiếp với Nga. Kiev và các đồng minh G7 tái khẳng định quan điểm rằng một nền hòa bình công bằng cần tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Đồng thời lập luận các mục tiêu của tổng thống Nga Vladimir Putin không thay đổi và ông không có dấu hiệu muốn đàm phán thực chất. Tại cuộc họp, Mỹ và đồng minh nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, đồng thời EU và Mỹ tin tưởng rằng các gói hỗ trợ quân sự cho Kyiv sẽ được thống nhất. Bên cạnh đó, Tát dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, tiến trình hòa bình liên quan Kyiv đang diễn ra rất khó khăn theo công thức hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi một số quốc gia đang thảo luận về nó nhưng không có sự tham gia của Nga. Đánh giá đây là một quá trình rất kỳ lạ nhưng chẳng có gì đáng kể. Ông Petkov nhấn mạnh, trên thực tế, Kiev vẫn từ chối tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào một cách có hiệu lực về mặt pháp lý và do đó Moscow sẽ tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. Hồi tháng 11 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình nhưng không đề xuất bất cứ bước đi nào từ phía Kiev mà chỉ đề cập việc bồi thường những tổn thất do chiến dịch của Moscow. Theo phía Nga, mặc dù thúc đẩy công thức hòa bình, song Ukraine đã nhiều lần từ chối các đề xuất và hòa giải từ bên thứ ba.